Thì bây giờ là mình gọi cho anh Mến nha mọi người. Rồi chào anh Mến. Hello. Trời ơi. Đang ở trong phòng bác sĩ anh Mến. Rồi tình hình sức khỏe anh giờ này sao anh Mến? Rồi tức là cái vui của anh là cái vui là bác sĩ đã chấp nhận ha phải không anh? Rồi cái bác sĩ, trời ơi khoan. Anh đợi em chút xíu nha. À ai đi vậy? Chờ xíu anh Mến. Alo. Nghe nè. Ơi. Thầy dẫn cái giá 20 đó đó chị. Không có lắm. Nhưng mà ở trong kia nó còn tụt em lợi đó đi kìa. Tụt bằng cái giá cũ rồi. Không ơi, bây giờ chị nói giá 20 thì em được thì hẹn ngày em căng chị đó, bình thường thôi chứ không có lên được nữa. Cứ nói chuyện bữa nay thứ mấy giờ của anh kêu rồi đó. Nay thứ mấy? Nay thứ ba hả? Thứ năm hả? Nay thứ năm nghe chứ cả nhà. Nay thứ tư mà anh Mến. Hiện tại đang ở đó với ai vậy? Ủa rồi cái ông chú gì đi với anh Mến đâu? Ồ vậy là bây giờ còn mình anh Mến ở trong phòng hả? Vợ còn mình anh Mến ở trong phòng hả? Rồi sức khỏe sao rồi? Sức khỏe cũng ok, cũng bình thường, cũng tốt. Rồi bác sĩ khám rồi nói sao rồi, có tính ngày nào phẫu thuật không? Hả? Vậy là mới đi làm xét nghiệm bữa nay là chưa biết kết quả như thế nào phải không? Mà người ta có người ta tức là ta lấy cái mẫu gì của anh gì anh Mến? Mẫu sinh khiết. Rồi người ta lấy cái đó người ta đem nước ngoài hay sao? Người ta có nói khoảng bao lâu nữa không gì anh? Không biết luôn à. Nhưng mà người ta vẫn kêu anh là ở trên thành phố đó chờ đợi hay sao? Rồi quá ok rồi. Tức là bác sĩ kêu ở trong vòng hết tuần này luôn ha anh Mến? Dạ đúng rồi. Thì vừa rồi em cũng có nghe một cái tin đó anh Mến. Có một số điện, có một con số điện thoại người bí ẩn điện cho anh đúng không ạ? Đúng rồi. ai biết không? Anh có thể đoán ra người đó là ai không ạ? Cô ấy tên là Cẩm Giang. Cẩm Giang. Cẩm gì? Cẩm Giang. Cẩm Giang, người đó ở đâu? Cẩm Giang. À Cẩm Giang. Và nó đang lao động xuất khẩu Trung Quốc á. À cái người đó lao động xuất khẩu Trung Quốc ha. Đúng rồi. Điện hỏi thăm sức khỏe của anh hả? Đúng rồi. Và cũng được mà ổn và còn thương lắm. Dạ. Thì hôm nay em cũng tình đi qua Tân Châu có công việc đó. Cũng có ghé vào một cái tiệm của người quen uống nước, cũng có nhiều người biết đến anh. Đó. Để gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến anh. Mong anh cũng ráng mà nghỉ ngơi rồi nha. Cho nó khỏe khoắn của mình.
Rồi bây giờ anh đang nằm trong trong phòng bệnh viện hả? Dạ đúng rồi. Cái này là bệnh viện của thẩm mỹ Hàn Quốc đó hả anh? Dạ đúng rồi, bệnh viện của thẩm mỹ nhất liệu của Hàn Quốc. Là bác sĩ Tú Dung đang làm bệnh cho anh đúng không? Dạ đúng rồi. Hiện tại là bác sĩ Tú Dung đang trực ở đó luôn ha anh Mến. Bác sĩ Tú Dung thì đang làm công việc của bác sĩ. Ở đây có mấy người đây ai cũng biết anh Mến chân nè. Ta lên trên YouTube á, ta gặp nè. Chị lại khách gần đây nè. Thấy chị này không? Chị này cũng có xem kênh YouTube đó, có gặp anh đó anh Mến. Anh Mến mà chị chị gặp đó. Là anh giữ gìn sức khỏe nha anh Mến. Tại vì hồi nãy em cũng có coi ở trên Facebook nè, rồi em thấy em mới gặp anh này nè, em mới hỏi nè, ảnh mới nói là anh đó. Chị ấy gửi lời hỏi thăm anh á, anh gắng giữ gìn sức khỏe nha. Rồi chuẩn bị cho tới trong ngoài trời. Đợi chút xíu nha. Gắng giữ gìn sức khỏe cho cái đợt giải phẫu kỳ này là có nghe bác sĩ Tú Dung là nói là quyết định là giải phẫu không anh Mến? Vậy là giống như là mới lấy cái mẫu sinh thiết thôi phải không? Thì coi như là đợi trong vòng một tuần, trong vòng tuần này đấy ha. Thì vừa rồi cái video của em đó được các khán giả quá trời gửi lời chúc mừng anh nhiều lắm. Cũng gửi lời thăm bác sĩ, như là cảm ơn bác sĩ thay lời anh, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tuy rằng mấy người đó lạ, chưa từng gặp anh ở bên ngoài, nhưng mấy người đó đã xem video đó rồi gặp cũng nói chung là cũng thấy thân thiện. Anh cứ giống như là mình phải mạnh dạn lên, tự tin lên ha. Nói chung tình hình của anh Mến hiện giờ cũng đang ổn các bạn ơi. Thì Lê Thanh cũng đang hứa là cũng cập nhật live rai để coi anh Mến như thế nào các bạn. Thì bác sĩ hứa tuần nữa anh. Tuần nữa. Nghỉ ngơi tuần nữa. Tuần nữa tính tiếp. Nói chung như vậy là có đạt 99% là bác sĩ đã chấp nhận cái ca phẫu thuật này rồi đó. Nói chung cái niềm vui đó của anh cũng cái niềm vui đó cũng cộng đồng mạng luôn đó anh. Lê Thanh cũng rất là nôn nóng từ trưa giờ, mà trưa giờ cũng đi làm công việc. Dưới điện anh có mấy cuốc thì chắc là lúc đó anh đang làm cái gì đó. Đang làm xét nghiệm cho nên không nghe máy được ha. Chung tình hình của anh Mến hiện giờ cũng đang ổn các bạn, cũng niềm vui đến với anh cũng gần kề rồi. Hy vọng là anh sau này để trở lại khuôn mặt như anh nước nguyện nha các bạn, cũng như cộng đồng mạng đang chờ một kết quả của anh á. Hồi tối có cái số điện thoại để điện lại cho em, rồi nó hỏi tình hình của anh Mến sao, rồi nó hỏi phải nha người thân của anh Mến không, nói thì cũng gần vậy đó. Có số điện bí ẩn nè, có người đàn ông mà mấy không biết ở đâu nữa, rồi nói hỏi tình hình của anh Mến như thế nào, rồi đi giải phẫu chưa, và phẫu thuật chưa, nói chưa, mới có lên ngày hôm qua à, để bữa nay điện cho anh Mến hỏi thăm coi như thế nào. Thì bây giờ điện cho anh Mến thì anh Mến kể lại cái sự việc gì đó, thì để nữa em làm clip em đăng lên trên YouTube để cho mọi người yên tâm. Khán giả cũng đang chờ theo dõi cái video nói về anh rất là nhiều. Thì bây giờ sức khỏe ổn ha. Vui. Ăn uống gì được không anh? Ăn ngon luôn đúng rồi.
Ăn ngon luôn. Bữa nay được quá anh nó tự dẫn đi khám xét nghiệm. Dẫn đường quá anh có mà sao luôn. Dẫn đi khám xét nghiệm mà dẫn đâu nữa? Trời ơi. Rồi, quán ăn rất là sang luôn ha. Vậy giống như là đi ăn nhà hàng phải không? Nhà hàng. Rồi, rồi nói chung này mình sẽ kết thúc video tại đây nha anh Mến. Anh Mến có nói gì với khán giả không? Tức là anh Mến gửi lời hỏi thăm khán giả rất là nhiều phải không? Còn gì nói đi em nhắc lại. Tức là anh Mến mong khán giả ủng hộ kênh của An Giang Lê Thanh và kênh của Thảo Vlog 1990 phải không? Rồi. Cảm ơn anh Mến. Tôi cũng cảm ơn anh Mến nha, chúc anh Mến may mắn nha. Rồi, xin chào anh Mến nha. Rồi. Bye bye anh Mến nha. Rồi, xin chào cả nhà.